Xin mến chào tất cả quý vị các bạn nhá. Hôm nay em Tuấn rất là vui khi mua được một cây đài này, một cây đài cực kỳ độc lạ luôn. Một cây đài mà từ trước đến giờ em mới mua được một cây này. Đây là một cái bác khách ở Hải Phòng. Bác này trước khi bác đi tàu biển thì bác có mang về một đôi chiếc đài JVC này, và đặc biệt là cực kỳ là hiếm có trên thị trường Việt Nam luôn. Em đếm trên đầu ngón tay luôn các bác nhá. Em xin nhắc lại, đây là một cây đài cực kỳ là hiếm có trên thị trường Việt Nam mình luôn. Made in Japan nhá, sản xuất tại Nhật luôn. Và đây là một model cực kỳ hiếm có. Và trước khi đến với cái video test chiếc đài JVC PCV77 này thì em Tuấn cũng có đôi lời chia sẻ. Thì thực tế thì em Tuấn cũng chỉ là một người chơi đài radio cassette như các bác thôi, cũng nghiện chơi. Cứ thế ai có cái model nào mới, ai cũng có cái đài nào đẹp hơn của mình là mình lại thích mua và hỏi mua bằng được. Thế nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể là có tiền là mua được đâu ạ, đúng không ạ? Nhiều lúc các bác kia các bác không bán cho thì mình cũng không mua được, hoặc là mình chưa tìm thấy cái nào ưng ý, đúng không ạ? Thì đây cũng là một cái đài mà ở trong một trường hợp như vậy, có nghĩa là có tiền chưa chắc chúng ta đã tìm được mua được. Nó rất là hiếm có trên thị trường và nhìn nó rất là đẹp, cực kỳ là khủng bố luôn. Đây là một model hãng sản xuất cho cái dòng gọi là dòng cao cấp. Các bác nhìn cái chỉ đỏ đấy không? Đấy. Phần ở đây màn hình trung tâm có một cái màn hình LED này. À màn hình đây cứ gọi là màn hình LED đi, màn hình số đi. Ở đây nó gọi là quad lock, gọi là màn hình số digital này. Đấy. Ở đây cái phần này nó chuyên về dò sóng đài FM nhá. Ở đây có mạ chrome một số chỗ này. Đấy, ở đây có cái tem nhôm này. Và có chữ 3D ở đây, chúng ta sẽ bật nguồn đấy nhá. Đấy, tôi bật nguồn thì cái đèn màn hình này số này sẽ hiển thị. Ở đây nó sẽ hiển thị là FM, FM2, AM và SW. Có nghĩa là các bác thích ở chỗ nào thì chúng ta chọn ở nút này, băng đây. Đấy, là nó sẽ nhảy. Rất là tiện. Lưu được 5 kênh. 5 kênh sẵn nhá. Còn là FM lưu 5 kênh, AM lưu 5 kênh. Và đây sẽ là tăng giảm cái tần số chúng ta dò. Ở đây có nút 3D. Hiệu ứng âm thanh 3D. Đấy, ta bật lên. Và ở đây có dòng chữ Hyper Bass Sound, có nghĩa là âm thanh siêu trầm nhá. Bật lên thì âm thanh siêu trầm luôn. Cực kỳ là đẹp luôn. Đây là một cái cây mà em đánh giá cao về phần hoàn thiện về thân vỏ cũng như là cái kiểu dáng của nó, rất là đẹp. Loa bên trái này. Model của cây này chính là PCV77 các bác nhá. Đây. Hai cửa băng này. Túi bóng còn dán nguyên ở trên cái cửa băng các bác nhá. Tem nhôm này. Chưa xị xây xước một tí nào luôn các bác. Bác này bác rất là giữ gìn cái đài này. Đấy, hôm rồi bác có gọi điện cho em và có muốn trao đổi một cây đài nên là em mới mua được cây đài này. Ở đây là có hai cái rắc cắm đường line nhá. Và đây phím chức năng đây, đẩy kịch trên đây sẽ là băng dây. Và dưới cùng đây sẽ là CD và ở giữa sẽ là tuner là FM nhá. Cái này là hệ ứng thanh Noma là bình thường và meta ở bên âm thanh. Rồi đây 5 cái cần gạt equalizer và đây là volume chính nhá. Quai sách anten này. Rất là ok luôn. Ở đây cũng có một cái chỉ đỏ nhá. Thân vỏ cực kỳ hoàn thiện. Em sẽ quay qua đằng sau cho các bác biết được nó là đẹp như thế nào. Tuyệt vời không ạ? Tem loa này. Đây, sản xuất tại nhà máy Victor nhá, Japan. Dây loa zin hết nhá. Tất cả đều zin hết. Tem máy này. Tuyệt vời luôn, cực đẹp. Ở đây có một cái tem nhôm ghi thông số cái số Serino nhá, số seri của nó đây là 1039 1039 0037 Victor Company of Japan, sản xuất tại nhà máy Victor ở Nhật Bản nhá. Tem loa bên phải. Dây loa zin hết nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Và cây này giá thành cũng khá là cao nhá. Đấy, dành cho bác nào có thể thích chơi cái đồ độc lạ thì gọi điện cho em Tuấn. Sau đây em Tuấn sẽ test luôn cái phần chức năng của băng dây. Đang là bật 3D nhá, chúng ta tắt 3D đi này. Rất là trong, thích nghe tiếng bass nhiều thì các bác bật lên. Lại tâm tư nghe
tâm hồn đơn giản, chỉ còn bóng mơ thôi, phương trời cắt đôi. Ở đây là hai cái miếng giấy bóng zin của nhà máy sản xuất nhé. Đấy, đang còn chưa bóc mà. Đấy. Hai cái tem bóng ở trên cái mặt meca của cửa băng đấy, cực kỳ là giá trị. Rất là đẹp. Cơ cực kỳ là mới luôn nhé. Em sẽ quay vào trong cho các bác xem luôn. Đầu từ cơ rất là mới. Hai bên này. Đấy. Ok, em test luôn cái cửa B cho các bác nghe nhé. Cho lá rơi đầy để tình yêu khóc lẻ loi, thương sao tiếng hát năm nào bên dòng sông. Bác có thể tắt 3D đi, tắt 3D đi. Tình khi mộng mơ thôi, thương trong hồn xứ lạ. Một hình ảnh xa xưa như là cánh chim bay. Ok, đấy, bác nào mà không thích nghe 3D thì ta có thể tắt đi nhá. Nghe 3D thì nó hơi vọng một tí, nhưng mà tiếng bass là rất là sâu. Đấy, tùy theo. Tiếp theo chúng ta sẽ test qua phần radio. Hôm nay cái video nó hơi dài nhá, mong các bác thông cảm và chịu khó xem nhá, vì cái đài này nó giới thiệu nó rất là dài. Chúng ta sẽ đang ở FM này. Đấy, băng tần đây. Em sẽ đây, lấy nét nhá. Ok. FM2 này, AM này, SW này. Đấy, FM1 này. Chúng ta sẽ bấm dò này. Thì nó đang là 87,5. Chúng ta sẽ dò từng đoạn một. Nó sẽ lưu lại. Thì bấm gì? 89 này. Kéo fan lên nhá. Tìm hiểu về cách làm sao để tự tử. Này. Rất là nét. Chúng ta đang ở tần số 91 nhé. Rất là tiện. Dò này thì nó bấm lên bấm xuống thôi. Rất là dễ bấm. Em dò tiếp nhé. Nhìn 94 lại có một sóng. Toàn bộ công trình lại 96,5 xã để kịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Cực kỳ là nét. Quý vị và rất là dễ dùng. Đến thực hiện lời hứa trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Chúng ta sẽ chuyển lên sang 100 đúng không ạ? Hình như là 100. Thực lớn trên 100. Thế giới. Hãy nghĩ về những lợi ích mà dự án mới sẽ mang lại đối với nông dân Ấn Độ và tất cả những người dân okay. đang bị đói và suy dinh dưỡng. Chúng ta sẽ chuyển sang phần này AM nhé. Chúng ta sẽ gạt sang bấm vào nút băng đây, chuyển sang AM này. Đấy, thì chúng ta sẽ dò. Bác Vinh rất hết lòng về đồng đội đã ủng hộ hơn 4 tỷ để cải tạo. Rất là nét đúng không ạ? Chúng ta xích lưu ở kênh nào thì chúng ta giữ đây nhá. Đấy. Trong khuôn khổ khi nào nhấp nháy số 1 ở đây chúng ta ấn một lần nữa là nó sẽ lưu vào. Ok. Tiếp theo em sẽ test qua phần CD line nhá. CD line cho kết nối điện thoại máy tính. Tiếng cực hay luôn. Đấy. Tiếng rất là đầm. Khi chúng ta bật cái chức năng 3D lên thì cái hệ thống âm thanh siêu trầm này nó sẽ ấy lên và tiếng bass nó rất là sâu. Đây là 50 cần gạt EQ laser hoạt động hết nhá. Tiếng rất là hay.
tắt đi này. Đấy, tắt đi, đèn này nó sẽ tắt đi. Ok, đến đây thì cái thời lượng video nó cũng khá là dài rồi, thì em Tuấn xin phép được dừng cái video test trước đài JVC PC-V77 đây nhá. Đây là một cái đài cực kỳ là đặc biệt luôn. Đây là một dòng cao cấp của dòng JVC và hiếm có trên thị trường Việt Nam. Giá em đang giao lưu với giá là 3.800.000 đồng nhá. Bao ship tặng một cuốn băng cho các bác về chỉ phải chơi thôi. Em Tuấn xin phép được dừng cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại.